And more patients will die. Có nhiều người sẽ bị chết. In areas where are high, những cái chỗ mà cộng đồng số người bị nhiễm bệnh cao. Be using and a mask. Tất cả mọi người phải cẩn thận, phải cần đeo khẩu trang. Đó là ở bên trong phải cần đeo khẩu trang. 137 Có 137 thành phố khác nhau ở trên Hoa Kỳ. Đó là những chỗ đang bị lây nhiễm tăng lên. Đó có nghĩa là nhà thương đang bị sức ép về chuyện này. Ở New York cũng là một trong những cái chỗ đang tăng COVID. Nhà chức trách không có bắt buộc tất cả mọi người phải đeo khẩu trang bên New York, mà đây họ khuyến khích mọi người nên đeo khẩu trang khi ở bên trong theo ông thị trưởng ông nói chúng ta không thể nào để cho cái đại dịch này nó thông minh hơn chúng ta chúng ta phải sửa soạn về chuyện này chứ không phải làm náo loạn lên trong lúc này Ngày hôm nay, Tòa bạch ốc báo động Quốc hội Hoa Kỳ phải đưa ra giúp đỡ về chuyện này. Giúp đỡ cho có số tiền để về con việc sắp tới đây. Sắp tới đây vào mùa thu và mùa đông ở trên Hoa Kỳ. Có rất là nhiều người bị nhiễm nặng. Nếu chính phủ không có giúp đỡ thì họ sẽ không được trút người gì cả tại vì trong lúc này chúng ta có thuốc ngừa nhưng mà tới đó sẽ không còn nữa. Tới đây, CDC cũng đang đưa ra về cái chuyện chích booster shot cho từ 5 cho tới 11 tuổi. Đó là có lẽ là ngày mai sẽ đưa ra cái chuyện này. Tôi đây đang kiếm những chỗ trên online ngay lập tức để cho con tôi có thể được chích thuốc ngừa Và được chích booster shot thì đó là một cái để giúp đỡ và bảo vệ thêm nữa. Theo hãng Pfizer nói cho biết, cái booster shot của họ chích cho trẻ em từ 5 tới 11 tuổi đây là được bảo vệ và an toàn. 36. Chích cái booster shot này giúp đỡ cho chống lại con việc biến thể Omicron 36%. Có nhiều cha mẹ sẽ hỏi về cái chuyện nếu mà kêu con của mình đi chích booster shot này và con tôi có cần chích thêm một cái booster shot nữa vào mùa thu hay không? Cái câu trả lời đó là không có biết như thế nào sắp tới. Nhưng mà trong lúc này thì đó là một trong những cái cần thiết để mà giúp đỡ, để bảo vệ cho trẻ em trong lúc này. Trong lúc này, thấy số người bị nhiễm COVID việc tăng tăng lên hết trên Hoa Kỳ. Cái mà cần thiết nhất đó là chích booster shot. Trẻ em hiện tại ngay bây giờ đang lây nhiễm nhiều tính từ hồi tháng 2 tới bây giờ. And hospital admissions are now climbing to, up Số người bị nhiễm bệnh vô trong nhà thương trong lúc này bắt đầu đang tăng lên khoảng chừng 70% tính từ hồi tháng rồi tới bây giờ. And Witt Johnson back with us live tonight. And Witt, we know the second booster is now available for Americans over 50. Và chúng ta cũng biết hiện tại ngay bây giờ cái chích booster shot cho những người trên 50 tuổi. Và hiện tại ngay bây giờ chúng ta cũng biết đó là hơn phân nửa những người trên Hoa Kỳ chưa có chích cái booster shot thứ nhất nữa. Và ngày hôm nay CDC đưa ra một cái chương trình mới nói là về khi nào phải cần chích cái booster shot. Và có phải là trong lúc này nói những người mà có thể đợi cho tới vào mùa thu thì mới chích cái booster shot. Nếu như vậy CDC có đồng ý hay không? đúng rồi trong lúc này cdc nói là có thể là đợi đợi cái chích booster shot thứ hai đó có thể đợi tới mùa thu nên chích với tỷ như những người đó mà nhiễm con việc trong 3 tháng vừa qua thì nếu mình không chích thì đợi tới mùa thu thì chích cũng được vào lúc đó thì có lẽ là đưa ra thêm một cái chích thuốc ngừa nữa để mà giúp đỡ trước khi mà vô trong mùa đông nhiễm con việc tăng lên